Hello, xin kính chào quý cô chú anh chị. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo kênh Độc Lạ Sầm Sơn. Lâu nay là anh em có một tí công tác hơi đấy, thế thì bây giờ là đến mùa chim đấy mọi người. Anh em lại tiếp tục quay trở lại làm video để phát triển kênh trở lại. Kênh vừa rồi cũng có một tí lỗi về bản quyền của nhạc. Đấy, mọi người bây giờ là anh em công tác chuẩn bị vào mùa chim đây. Đấy, rồi cùng các loại luôn. Đến mùa vàng anh rồi thì anh em đang làm công tác để chuẩn bị vào mùa chim thôi, thì mọi người cùng đón xem anh em săn bắt chim và các món đặc sản về chim quá tuyệt vời luôn. Đây là cây của năm ngoái anh em đánh nha mọi người. Đây, bảy chim rồi. Hôm nay là nó chọc một cây, cây nó chọc một lá rồi, còn có ít chứ, còn cái cây này bên này là đang còn lá. Đánh cái cây bên này mà được cái là cái bãi mới này thì anh em tiếp tục đánh cái bãi mới này. Bãi mới là mấy cây này là nó lớn rồi, to lắm rồi, nhìn nó ấm lòng. Chim sẽ về đấy đậu nhiều, anh em bắt đầu lại làm tiếp một cây ra ngoài đây nữa. Công tác chuẩn bị quanh thằng hùng sợ. Đây là cái mấy cây mỗi năm này, mấy cái ngôi nhà này chắc mọi người xem video năm ngoái mọi người biết đấy, căn nhà lý tưởng của hai anh em. Căn nhà đúng căn nhà lý tưởng đấy. Đây có quả bếp này, này có mọc um tùm rồi, mai mốt anh em dùng thuốc xịt cỏ để cho nó bớt thì để đi cho nó ok hơn đấy. Năm nay mùa mưa nhiều cho nên là cây nhìn nó tốt, nhanh tốt lắm mọi người. Mấy cái xào đây, xào trống này cho đắp mùi vào đấy đó. Anh em có công ty công tác chuẩn bị làm về các loại để mấy bữa nữa là không khí lạnh tràn về là anh em bắt đầu là công tác bẫy thôi. Cái này là chỉ là bẫy giải trí thôi chứ không phải là số lượng lớn. Anh em bẫy cái này là bẫy kiểu là giải trí theo kiểu truyền thống ngày xưa mọi người, chứ không có lưới trải gì trên này. Giải trí một hai con nó đỡ buồn làm video thôi chứ không mang tính chất là săn bắt mạnh nha. Ok mọi người ủng hộ anh em nha. Quả mùa chim này quá tuyệt vời luôn, làm cái trống chẳng nặng. Cái bên trong là ok mọi người, ra tiếp tục ra cái bên ngoài. Đây cái lầm này bên ngoài, đây lầm này đánh là cực kỳ đẹp rồi. Làm thêm một hai mồi ở phía ngoài đây nha. Đấy, quá đẹp luôn. Cái này ngồi thì chăm chim thì quá tuyệt vời luôn. Và hôm nay là anh em chọn quyết định chọn cái cây này đẹp. Cây này vừa to vừa đẹp, vừa ấm. Đấy, nằm ngay giữa lâm luôn. Này béo với bằng anh khoái đậu ở đây lắm. Còn tác cái cây luồng này chuẩn bị. Buộc lên cái cây này luôn. Đây là cái khu vực anh em ngồi để chờ chim này. Thì đây là cái công tác anh em chuẩn bị này. Trước này, đây là những cái que tre này mọi người. Đấy, đây là quấn nhựa vào đây này để mình ráp vào cái cành ở trên những cái cây ấy, để cho chim nó đậu đây là nó dính luôn thôi. Đấy, đây là những cái thanh như này này, xong mình có cái khe đây mình sắt vào này. Đấy, nó đậu vào cái nó rơi xuống luôn thôi. Đấy, đây là thẻ nhựa, nhựa thẻ nha. Dùng bằng cái mấy que tre này luôn. Đấy, để quấn cái nhựa mà trắng trắng ấy mọi người, nhựa dính ấy, để chim nó đậu vào là nó dính vào chân luôn. Đấy, là những cái thẻ nhựa anh em chuẩn bị công tác thì sau là đến lúc mà cứ mỗi ngày là anh em lại quấn, cứ từng ngày ngày nào mà mình bẫy thì mình để quấn nhựa vào ngày đấy. Cho nó mới để cho nó bén. Đấy. Năm ngoái thì để có cái mấy cái mồi ngoài đây mà bây giờ không còn cái gì cả nữa. Chuột với bọ nó ăn hết rồi, mục hết rồi. Ở đây đang còn hai cái mồi nhưng mà năm ngoái để đây mà hỏng hết rồi, vứt hết rồi.
năm nay bắt đầu bây giờ đến mùa thì anh em mới bắt đầu đấy, à với đâu đầu bảy đây. Ngôi nhà này vẫn chỗ này đấy, cây này đây đấy. Năm nay chắc là năm nay là có hiện tượng là năm nay nhiều chim đấy mọi người. Năm nay thời tiết cực kỳ là đẹp để chim nó đi di cư, quá ok luôn. Đóng vào đấy hai cây ghép lên một đấy, cái kia là trên đầu đấy là lên bó mồi đấy mọi người. À, cái này là nối vào cây luồng đấy, để khi mình đu lên đấy là thành một cái cây giả. Công tác chuẩn bị vào vụ mới đúng bằng đấy mà đóng cho an toàn đấy, hai cây đúng dòng đúng kiểu thợ mộc luôn, thợ mộc đẳng cấp. Thợ mộc gì nhỉ? Thợ mộc miền Bắc Trần Hùng. Ố cho sao? Ừ. Nó vướng quá nó bẻ luôn. Rồi. Lại thay lỗ đục thôi. Ok bạn. Thôi cành thấp cành cao cũng được mà. Hả? Nó yếu quá rồi hay là chặt cây mới? Để năm ngoái là nó mục rồi mọi người. Chắc là có khi phải hạ cây mới thôi cho nó ok thôi. Đi chặt cây mới nào. Đi. Đi về làm. Ok, miễn sao ngày mai, sáng ngày mai sẽ có ok rồi. Ừ. Nhìn em đi chặt cây tre mới thôi, nó yếu quá, nó cũ quá đấy. Mới của ông đi đúng không? Một. Bên đây có cái sân bóng rồi. Có đỏ. Về vào cái lâm trúc ấy, anh em chặt được hai cây về để thay thế hai cây cũ. Hai cây cũ nó cũ quá rồi, một hai cây này quá đẹp luôn đó mọi người. Này làm cái xào để cắm mồi, cắm nhựa vác được không? Ừ, anh em lại vác ra thôi. Đây mọi người ấy, quá trình đi lấy được hai cây tre ông vất vả lắm mọi người. Đây là tại một cái nghĩa địa. Hai cây tre mà vác về là cũng hơi khó khăn đấy. Bây giờ cấp thành phố bây giờ kiếm được cây tre nó không, cây trúc để làm cái này không đơn giản mọi người, khó kiếm lắm. Cái trung tâm nghĩa địa ở Sầm Sơn. Chỉ còn ở nơi này mới có tre có trúc thôi, chứ còn thành phố bây giờ nhà cửa mọc lên hết rồi, đi kiếm được cây về khó khăn, đường đi nó cũng không phải đơn giản. Trời, quá đã. Hai cây này là hai cây dựng mồi. Trần Hùng hơi khóa đấy. Mình vác hai cây vào, hai người vác cùng vào. Rồi vác mình. Cây thì cắm mồi rồi, ok đấy mọi người. Rồi, bây giờ là về điểm tập kết. Ok. Những đoạn tiếp theo của anh em cho lá vào, thế đấy, đặt lá vào như cây thật luôn đấy, ngụy trang cái điểm cắm nhựa, khoe, đấy. Điểm cắm nhựa ngụy trang bằng chất lá này đã bị lộ, chim nó khôn lắm, có hiện tượng là lạ là nó biết ngay, cho nên là mình phải ngụy trang. Không thì đó, ngụy trang này.
bác làm cả một buổi chiều hôm nay chưa xong ấy mà. Gần xong rồi. Gần xong rồi. Để mở hàng ngày đầu tiên, nay ngày đẹp ngày. Thầy nói rồi, nay ngày rất đẹp. Thầy phán rồi. Thầy phán rồi. Ở đây lắm muỗi lắm mọi người, muỗi dưới cái con mắt mắt nó nhiều vô kể luôn, cắn ngứa kinh khủng quá đã. Nhiều lá đang nó như cây thật lắm rồi. Để ngụy trang để lên mở hàng.